Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc inox đây, nó sẽ là một con ấm như này. Rất là ngon lành cho bác luôn, hàng inox 304. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là đi đây. Dung tích của nó là 107 này. Đấy, 1 lít 7 này, su 304 nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, điện 220V. Công suất của nó thì từ 1800 đến 2200W. Đó, đây. Hàng sẽ như này, hàng sẽ như này. Và giá thì sẽ là 450.000 nhá. 450.000. Đó, 450.000. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác khoảng 700-800.000 nhá. Khoảng 700-800.000. Đấy, nhưng mà bên shop thì bán cho các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có 450.000 cho một con ấm như này thôi. Con này thì các bác về các bác sử dụng thì cực kỳ là ngon luôn. Đó, cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, đế điếc của nó này. Đế dây giếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn các nhá. Đế dây cực kỳ chắc chắn luôn. Rất ngon lành nhá. Dây dẫn chắc chắn. Inox 304. À, inox 304 cả trong lẫn ngoài luôn. Sáng bóng, dây dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có cái phần báo ánh sáng này, báo ánh sáng như này. Đó, có phần báo nước, lẫy của nó đây. Đó, rất ngon lành luôn. Nắp của nó thì là cái dạng là nắp đậy bằng tay này thôi. Đấy, nắp đậy bằng tay như này nhá, có lẫy nhá. Đấy, có lẫy trượt như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc hàng của Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Đấy, hàng của thương hiệu Liebenlang, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái này thì nó là thuộc một cái dạng, nó dạng như là một cái giọng như thủy tinh các bạn. Đấy, nó kiểu thủy tinh ấy. Đấy. Một cái dạng thủy tinh chịu nhiệt, thủy tinh chịu nhiệt các bác nhá. Đó, và đây là cái nắp của nó này. Đây, nắp của nó ấn như này nó sẽ lên này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có thêm cho các bác cái phần lưới lọc như này, thì khi các bác có thể là uống trà, uống cà phê hoặc là các cái loại lá đều được, thì nó sẽ có cái lưới này, nó sẽ giữ cho các bác luôn. Đó, nó sẽ có một cái lưới như này. Đây, đây là cái lưới của nó này. Thì các bác có thể cho trực tiếp trà hoặc là các loại hạt vào đây mình pha mình uống cũng rất là ok thôi. Đó, và con này thì giá của nó sẽ là 360.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm thủy tinh Đức nhá. Đấy, lên cho em là ấm Đức, ấm Đức giá của nó sẽ là 360.000. Đây, đây là cái đế của nó này. Đấy. Cái đế của nó đây. Đế của nó đây các bác này. Đấy, đế của nó thì nó cũng có bo ấy như này nhá, có bo bo inox như này, bo inox như này, rất là ngon lành này. Đấy, rất ngon lành luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá, ấm siêu tốc Đức đây, công tác của nó này, công tác đây và cái này là lẫy bật này. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Đây, cái này là công tác này, còn cái này là lẫy bật này. Đó, giá sẽ là 360.000 cho con này. Đấy, 360.000. Lên cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Đây. Đấy. Các bác lên cho em là ấm Đức giá sẽ là 360.000 cho con ấm Đức như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn vàng này, giá sẽ là 175.000. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 175.000 trong con đèn vàng như này. Tắt anh cái điện đi. Có kèm thêm một cái cáp như này nhá, một cái cáp sạc như này. Đây em sẽ bật test cho các bác xem luôn. Đây nó sẽ có sẵn một cái tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đây em sẽ bật cho các bác xem này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Đây, đấy, đây con đèn em đang bật đấy nhá. Sáng cả một cái khu phòng của em luôn. Mấy chục mét vuông như này mà sáng trưng luôn các bác này. Đó, đây các bác thấy chưa? Nhìn trực tiếp vào là chói mắt luôn. Đây, bật dọi vào hàng này. Sáng trưng luôn các bác nhá. Đó, rồi. 175.000 thôi. 175.000 cho con đèn như này. Con này thì vừa có chức năng là năng lượng mặt trời này, vừa có chức năng là sạc này luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp năng lượng mặt trời hoặc sạc này, và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Cổng to sạc ra cho điện thoại, cổng BS sạc vào này. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, ánh sáng vàng, ánh sáng trắng nhá. Nhấp nháy cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Đó. Và dòng này là dòng tiêu chuẩn kháng nước IP66 nhá. Kháng nước thoải mái, các bác dùng ngoài trời ok luôn. Đây, có tấm sẵn tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Rất sáng nhá. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là 300W nhá, vào khoảng 300W. Siêu sáng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Một con đèn vàng như này giá sẽ là 175.000 nhá. 175k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng là 30 cái lưỡi và một bàn cạo, kèm thêm là một cái hộp
30 lưỡi, một bàn cạo. Kèm thêm cho các bác là một cái hộp ấy luôn, một cái hộp kem luôn. Đấy. 30 lưỡi, một bàn cạo kèm thêm một hộp kem. Đây. Đấy. Giá thì cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Đây, đây là cái bàn cạo này. Bàn cạo kèm hộp kem này. Đấy. Và 30 lưỡi như này. Có 30 lưỡi như này nhá. Đấy. Đây là mỗi vỉ này là 1 2 3 6 lưỡi này. Đấy, lưỡi của nó là lưỡi kép như này, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Lưỡi kép các bác này, đó. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đấy, hàng của thương hiệu Socani, cùng hãng với cái con máy xay sinh tố mà em mới lên video hôm qua đấy. Đó, thì đây. Đấy, con này thì các bác sử dụng điện 220V rất tiện ích luôn. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đưa cam vào đây, vắt này, đấy là nó sẽ chạy thôi. Và các bác cắm điện như này là nó sẽ chạy này, điện 220V. Có hai nấc này, một cái nấc to này là dùng cho quả cam to, nấc nhỏ dùng cho quả cam nhỏ nhá. Đó. Và các bác cứ nhấp nhả này là nó sẽ vắt cho các bác rất là tiện luôn. Con này thì dung tích của nó lên tới 700ml nhá. Các bác có thể sử dụng uống trực tiếp được luôn. Đây. Đấy, nó là 45W sử dụng điện 220V. Rất tiện ích luôn. Lên xem là máy vắt cam giá của nó sẽ là 190k cho một con máy vắt cam như này, siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng nhá, ổ điện trắng giá sẽ là 60k cho một em ổ điện trắng như này, dây dài khoảng từ 1m rưỡi đến 2m, có công tắc đóng ngắt, có hai chân USB và sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm luôn, 7 ổ cắm cho các bác nhá, hai ổ USB, 7 ổ cắm, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt. Giá chỉ có 60k thôi, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái một cái lọ tinh dầu xả nhá. Đấy, tinh dầu xả, các bác lên cho em là tinh dầu xả. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng của Thái Lan nhá, hàng của Thái Lan, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt vào các cái khu vực như là phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy, thì thứ nhất là nó lưu hương thơm này. Đấy, hương xả rất là thơm luôn. Thứ hai là nó giúp cho các bác là diệt muỗi, côn trùng kiến gián rất là tốt nhá. Đấy, diệt muỗi, côn trùng kiến gián này. Đó, lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là tinh dầu xả nhá. Tinh dầu xả, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ tinh dầu xả như này, 30.000 cho một lọ tinh dầu xả như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là tinh dầu xả, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái lọ keo dán giày nhá. Cái này thì các bác chuyên dùng để dán giày rất là tốt luôn. Đấy, của nó là chuyên dụng để dán giày và dán đồ da. Đấy, giày giày dép, tức là giày vải, giày, nói chung là các loại giày đều dán được hết nhá, và đồ da cũng rất là ok. Đây, nắp của nó như này. Và cái nắp này của nó thì nó sẽ có sẵn kim luôn. Đấy, và cái dòng keo này của nó sẽ là cái dạng là keo dính chậm nhá, keo dính chậm, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Đấy. 15k cho một lọ keo dán giày như này nhá. Lên mã giúp cho em là keo dán giày, giá sẽ là 15k cho một típ như này, 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Giá sẽ là 65.000. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ. Cái này của nó là pin đồng hồ nhá. Các bác có thể lắp vào mic karaoke cũng được. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho một cái đốc sạc pin đồng hồ như này, cả đốc cả pin luôn, 65.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt bếp nhá. Đấy, chai xịt bếp này. Cái này thì các bác dùng để mình xịt vào bàn bếp này, rồi các khu vực mà dính dầu mỡ các bác xịt vào cho em. Đấy, lên cho em là xịt bếp nhá. Đấy, xịt bếp con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ là cái dạng bọt như này các bác này. Đấy, giọt bọt như này. Đấy, dạng bọt trắng như này các bác này, bọt trắng như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ giúp tẩy sạch các cái vết mỡ, dầu mỡ bám này, cặn bám rất là tốt luôn nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là, xịt bếp này bao nhiêu nhỉ? Xịt bếp 45k nhá, xịt bếp 45.000. Đấy, ngoài ra thì bên em có cái xịt nhà tắm này, xịt nhà tắm, nhà vệ sinh. Thì các bác lên cho em là xịt nhà tắm nhá. Xịt nhà tắm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 40k. Thì hai cái chai này đều là hương chanh và hương tự nhiên rất là thơm luôn, và nó sẽ xịt ra cái dạng kem như này các bác. Đấy, thì các bác có thể sử dụng để mình đánh mình kỳ cọ như nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp. Đấy, thì xịt bếp sẽ là 45.000.
và xịt nhà tắm là 40.000 nhá. Đấy. Đây các bác này, đấy, bếp giáp nhà các bác, bẩn các bác xịt vào cho em. Xịt vào sau đó thì mình để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ lau rửa đi là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Đấy, các bề mặt bếp ga rồi hút bụi rồi hút dầu mỡ. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Các bác xịt vào sau để một lúc, sau đó thì mình đánh rửa đi cho em. Đấy, sạch luôn nhá. Đó, nó sẽ tạo sáng bóng cho gian bếp nhà mình. Đấy. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, xịt bếp giá sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy, các bác có thể dùng để xịt mình lau chùi. Rất tiện ích luôn nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy, xịt bếp này. Xịt nhà tắm, nhà vệ sinh. Đây này, xịt nhà vệ sinh các bác này. Đấy, nhà vệ sinh các bác bị bẩn này, nấm mốc lâu ngày này, các bác xịt vào cho em. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy các bác này, đấy, xịt vào là sạch luôn. Đó, xịt vào nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn nhá. Rất tiện ích luôn, giá thì chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là khóa dây này. Con khóa dây này của nó thì sẽ là 80.000 cho một con khóa dây như này. Đấy thì bên shop để mặc định mật khẩu của nó sẽ là dãy số 0 như này. Về nhà thì các bác có thể đảo mật khẩu tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Con này sẽ là 80.000 các bác này, 80.000. Đấy, đảo mật khẩu thì đơn giản thôi, các bác xoay theo cái chiều kim đồng hồ này, có cái chiều mũi tên thì các bác xoay theo này. Sau đó các bác cài mật khẩu tùy ý, sau đó thì các bác lại xoay cái kia trở lại là xong. Con này thì các bác lên cho em là khóa dây 80.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa chữ U này. Đấy, khóa chữ U đây. Con này thì giá của nó là 85.000, 85.000 thì con khóa chữ U như này. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác chỉ cần đảo đi một số đã là không mở được rồi. Đó, còn chuyển mật khẩu khác thì các bác cũng xoay cái này cho em, sau đó thì mình lại xoay mật khẩu, đảo mật khẩu đi cho nó cho về là xong. Khóa chữ U này thì giá của nó sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho con khóa chữ U. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lon chày inox nhá. Đây, cái lon chày inox như này. Đấy. Lon chày inox như này nhá, rất là đẹp luôn đây các bác này. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một lon và một chày bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Lon chày inox sáng bóng đẹp. Con này thì nó sẽ có cho các bác cả nắp đậy luôn, thì khi các bác giã đồ này, giã cua đấy thì nói chung là nó không bị bắn, bị hắt nhá. Đây. Rất là ngon luôn. Ra hỏi cái bộ lon chày bao tiền. Đấy, thì rất tiện ích các bác này. Đấy, bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy. Đây. Rất tiện ích luôn nhá. Đây. Hả? 130.000 cho cái bộ lon chày inox này thôi. Lên mã giúp cho em là lon chày inox nhá, 130k. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn, 130.000. Cái chày này của nó thì nó dài khoảng gần 20 cm, còn cái lon này thì cao khoảng 10 cm, su 304, dưới có lót cao su này, dùng để giã cua, giã tôm tép này. Đấy, hoặc là hành tỏi đều ok hết nhá. Lên cho em là bộ lon chày này, bộ lon chày 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Bên em gọi nó là súng thư giãn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác dùng để mình massage và một thân máy như này nhá. Một thân máy như này. Đấy, các bác giữ lì này cho em là nó sẽ lên này. Đấy. Và các bác có thể tăng giảm cấp độ tùy theo. Và đây là cái đầu của nó này, các bác lắp vào này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 6 cấp độ rung nhá. Đấy, rung cực kỳ khủng luôn. Đó. Đây. Rung rất là mạnh luôn nhá. Đây các bác trông cái tay này, em dùng cái này này này. Đây, cho bắp tay các bác này. Đấy, dùng này. Bánh bắp tay này rất là tốt luôn nhá. Các bác có thể dùng tay, chân rồi mông đùi các kiểu con này đều luôn, dùng ở chỗ nào cũng được. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi, giá cực rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn, nó hình khẩu súng nhá. 170k. Đây nó hình khẩu súng như này các bác này. Đấy, bắn bùm. Lên cho em là súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho em súng thư giãn như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số bạn muốn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái giày quân đội nhá. Đấy, giày quân đội hàng cực đẹp cho các bác luôn. Con này của nó thì chất liệu của nó sẽ là dạng là vải dàn di như này. Vải dàn di như này các bác nhá. Còn bên dưới của nó sẽ là hàng đúc cao su non trực tiếp luôn. Đấy, đi thì rất là êm ái, các bác có thể dùng để mình đi làm này, hoặc là đi chơi này, hoặc là đi tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đấy. Và giá thì lại rất là hợp lý cho bác, hàng thì hàng quân đội nhưng mà giá thì rất là hợp lý đây các bạn. Đấy.
đi vào thì nó cực kỳ là ôm chân luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Thì nó sẽ có cỡ, thì bác nào đi cỡ bao nhiêu thì báo để em gửi số cho các bác nhá. Đấy em gửi cho các bác. Đây. Rất là ngon lành các bác này. Đi vào thì rất là đẹp và ôm chân luôn. Đây các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đế của nó sẽ là thuộc dạng đế cao su non đúc liền như này. Hàng siêu bền luôn. Các bác có thể dùng để đi làm này, đi chơi này. Đấy, hoặc tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140k thôi. 140k cho một cái đôi giày như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di. Giá sẽ là 140.000. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá, giá sẽ là 140k này. Đấy, tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho bác cái lô mũ da bò nhá, mũ da bò. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, và màu màu nâu và màu đây. Đấy nó sẽ có một cái màu nâu nhạt và một cái màu màu nâu da bò như này các bác này. Đấy, một màu da bò và một màu cái này là màu xám nhá, một cái màu xám và một cái màu da bò như này. Đấy, một cái màu xám đen và một màu da bò như này các bác nhá. Đấy, cái này nó sẽ là màu xám này. Đấy, một cái màu xám như này. Và đây nó sẽ là màu da bò. Đấy thì nó sẽ có hai màu. Có hai màu cho các bác lựa chọn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con mũ da bò đẹp như này. Đấy, 150k các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đó, 150.000. Nó sẽ có màu da bò và màu xám. Màu da bò và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đó. Con này thì đội thì dáng cực kỳ là đẹp luôn. Ôm form đẹp và giá thì lại. Đấy, em sẽ đội thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, ôm form ôm dáng rất đẹp luôn các bác này. Đó, các bác thấy chưa? Đó, đây. Cái này màu xám này. Các bác có về mình có thể tùy chỉnh nhá, tùy chỉnh. Đấy. Kích thước của nó thì rất là xinh. Đây, khóa của nó là khóa đồng hết như này. Đấy. Ôm form lắm, cái này các bác đội rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Đội rất là đẹp luôn. Quần xinh các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một. Lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá. Mũ da bò. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một em mũ da bò như này. Có hai màu, màu xám và màu da bò. Màu xám và màu da bò. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá. Mũ da bò. Giá sẽ là 150k. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ thì khi hàng về thì nó sẽ có cho các bác hai màu, màu đen và màu nâu như này, màu đen và màu nâu như này. Đấy, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên, hàng made in USA này, made in USA. Chất liệu của nó là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Đây các bác này. Đấy, hàng này thì chuẩn 100% da bò luôn. Các bác có thể lấy máy lửa đốt tét thoải mái cho em luôn. Đây, made in USA. Đấy. Và mặt của nó là mặt vàng đúc liền, rất là đẹp luôn. Mặt vàng nguyên khối đúc liền rất là đẹp. Và nó là dạng con lăn như này thì các bác có thể tùy chỉnh to nhỏ kích thước như nào là tùy theo. Mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp này, mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp. Và con lăn như này thì các bác có thể thò ra thụt vào, tăng giảm cái cữ của nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 190.000. Bên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Giá sẽ là 190k thì mình ăn thắt lưng da bò như này nhá. Thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 190k nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu ví da bò nhá, thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Đó, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy. Màu đen và màu nâu như này. Cũng hàng của Mỹ đây, made in USA. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên đây. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò. Đấy, 120.000. Hàng thì khỏi phải bàn đây. Đây các bác. Đấy. Cạo vào nó cũng chỉ có như này thôi. Đấy, cạo cao mà nó chỉ như này thôi, chứ không bao giờ nó bị chảy xước nhá, không bao giờ nó bị chảy xước. Đấy, nó sẽ tự nó lại liền các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thắt ví da bò nhá, ví da bò. Ví da bò này, giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đấy, con này thì sẽ là một con hạc và một cái lư hương như này. Một con hạc và một cái lư hương như này. Các bác đeo vào mình sử dụng này. Đó. Giá thì sẽ là 70.000. Đấy, 70.000. Đấy, cả hạc cả lư như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đồng. Đây. Về nhà các bác đeo vào như này cho em. Đấy, đeo vào như này. Bên em có bán cả cái nhang của hạc này luôn. Nhang của hạc này cũng là 70.000 luôn các bác nhá. Đấy. 60.000 cho một hộp nhang. Bây giờ cầm nhanh hộp nhang ở đây. Đấy. Đấy.
thì rất là đẹp như này các bạn này, rất là đẹp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Các bác có thể dùng để đốt này hoặc là trưng bày cũng được. Rất là đẹp. Đấy. Thì giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đó. Hạc đồng này, giá của nó sẽ là 70k cho một con hạc đồng như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đuổi muỗi nhá. À máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột. Con này thì vừa đuổi chuột, côn trùng, kiến, gián nhưng mà chủ chốt vẫn là đuổi chuột luôn. Lên mã giúp cho em là máy đuổi chuột. Con này thì giá sẽ là 35k cho một con máy đuổi chuột như này nhá. Đấy, lên cho em là máy đuổi chuột này. Đó. Máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá của nó sẽ là 35k một chiếc. Đấy, đây. Hàng cực kỳ là ngon luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. 35.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết cho mình các loại bệnh dịch kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đó, giá thì chỉ có 35.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Dòng này của nó thì cái công dụng tối đa của nó là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Đấy, nếu các bác dùng những cái bàn chải thông thường thì nó rất là hay bị các cái triệu chứng như trên. Nhưng các bác dùng con này thì cực kỳ yên tâm luôn. Có kiểm định các bác này. Đấy, chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000 cho một vỉ như này. 25k cho một vỉ bàn chải đánh răng như này, bao gồm cho các bác là 6 chiếc luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Tính ra là vào mua chỉ có mất 6, 4, 24 này. Đấy, tính ra vào có 4.000 một cái bàn chải thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 24 em bán có 25.000. Giá cực tốt cho các bác luôn. Một vỉ bàn chải như này nhá. Đấy, hàng thì chuyên kiểm định như rồi. Chống viêm níu, lợi đau lợi, chảy máu chân răng. Vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải giá sẽ là 25k. 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái khay cà phê nhá. Khay cà phê. Đấy thì các bác lên cho em là khay cà phê. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đấy rồi hoa quả các thứ, nói chung là đa di năng luôn. Bên shop bán lẻ thì sẽ là 25.000 cho một chiếc như này. Còn nếu các bác nào lấy combo là 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000. Đây, một set 5 cái thì sẽ là 5 khay cà phê là 110.000 một set nhá. Còn lấy lẻ thì sẽ là 25.000 một chiếc. Còn các bác lấy từ 5 cái trở lên. Đấy. Lấy từ 5 cái trở lên combo 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000 thôi. Combo 5 chiếc như này 110.000. Cái này các bác có thể dùng để mình đựng hoa quả này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, còn nó khá là sâu luôn, múc đồ xào đấy không lo bị tràn nước nhá. Lên cho em là khay cà phê 25.000 một cái, 110.000 cho 5 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt của Nhật nhá. 55.000 một hộp như này. Đấy, viên giặt của Nhật 55.000 cho một hộp như này. Đây. Đấy. Cái này thì về nhà các bác có cả giặt cả tẩy cả xả luôn. Cả giặt cả tẩy cả xả như này. Thì các bác về các bác chỉ cần ném cho em là một túi này vào là xong. Đấy. Các bác ném trực tiếp vào cái đống quần áo của mình luôn, không cần phải mất công vệ sinh và cực kỳ là tiết kiệm luôn nhá. Đấy. Một hộp này thì của nó sẽ có cho các bác là bao nhiêu đây? Đấy, một hộp này của nó là không biết là bao nhiêu cái nữa. Rất là thơm luôn các bạn. Đấy, các bác cứ thế là mình bỏ vào trong cái ấy nhà mình thôi. Đấy. Lưu hương trong vòng 72 giờ đấy các bạn. Rất là thơm luôn nhá. Đó. Và em cũng không biết là nó là bao nhiêu viên nữa. Đây, để em đổ ra em đếm cho các bác xem. Khá là nhiều đấy các bạn, khá là nhiều luôn mà cũng không biết là bao nhiêu. Đây. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, thơm lắm. 12, 14 này, 16 này, 18 này, 20 này, 22 này, 24 này, 26 này, 28 này, 30 này, 32 này, 34 này, 36 này,
nó vào khoảng là 40 nhá, vào khoảng là 40 viên như này, tức là các bác dùng được 40 lần đấy, dùng được 40 lần. Giá thì 55k, tính ra như vậy là mỗi lần giặt thì nó mất vào đâu đó là vào khoảng là trên 1000 một chút thôi. Mùi của nó thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu đấy. Lên cho em là viên giặt Nhật nhá, 55.000 cho một hộp nhá, 55.000 cho một hộp như này, một hộp này khoảng 40 viên, nói chung là dùng thì cực kỳ là thích luôn đấy. Các bác dùng thì mình giặt quần áo rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái này cái gì, cái nối nhanh này, nối nhanh dây điện nhá, xem bán bao nhiêu đấy. Cái nối nhanh dây điện như này các bác này đấy, thì các bác chỉ cần là lật cái này ra cho em này đấy, lật cái này ra đút dây điện vào đây, sau đó thì mình sập vào là xong, không cần phải dùng băng dính quấn kéo lằng ngoằng mất thời gian đấy. Lên cho em là nối nhanh dây điện nhá, nối nhanh dây điện đó. Bao nhiêu? 75.000 chiếc. Giá bán lẻ thì sẽ là 10.000 một cái như này, còn các bác mua cả chục thì sẽ là 75.000 một chục nhá. Đấy, 75.000 một chục. Đấy thì nó rất là tiện. Đây, các bác chỉ cần là lật cái này lên, cắm dây điện vào cho em xong ập nó xuống là xong. Đó. Đấy, lên cho em là nối nhanh dây điện, giá sẽ là 75.000 một chục và 10.000 lẻ là 10.000 một cái. 10.000 cho một cái như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái lô dây thắt lưng hàng thanh lý siêu thị đây. Đấy, do nó là cái hàng thanh lý, giá thì rất là rẻ và bên em bán bốc ngẫu nhiên các nhá, bốc ngẫu nhiên. Đấy, mỗi mặt thì nó sẽ có một cái kiểu dáng chữ khác nhau, nhưng về cơ bản thì cũng rất là đẹp, mặt tráng gương rất là đẹp cho anh em các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship đây. Đấy, mặt của nó sẽ là mặt tráng gương như này và dạng là dạng con lăn đúc liền nhá. Đấy, mặt đúc liền dạng con lăn như này, dạng con lăn đúc liền như này. Con này dùng thì cực kỳ là VIP luôn. Đơn từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá. Chất da thì rất là mềm mại luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là mặt tráng gương như này và khóa thì là khóa con lăn như này, thì các bác dùng nó rất là tiện. Ở cái nấc nào cũng được, to nhỏ tùy chỉnh các bạn. To nhỏ các bác có thể đẩy ra đẩy vào, to nhỏ tùy chỉnh cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Đấy thì nó sẽ có đủ cho các bác là các cái mẫu khác nhau này, mẫu chữ H này, mẫu chữ A này, mẫu DG này, mẫu con đại bàng này, mẫu DG, mẫu con đại bàng này. Đấy, mẫu chữ G này, đấy nói chung là nhiều mẫu lắm. Thì bên em sẽ gửi màu gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mẫu chữ N này. Đấy rồi mẫu hình đây. Đấy, hình tóc này, mẫu chữ G này, mẫu đại bàng này, mẫu DG, mẫu chữ H này. Đấy, nôm na như vậy. Và dây thì khá là dài luôn nhá, dây khá là dài luôn, tầm 1m2, 1m3, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, hàng thì chất da siêu mềm. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50k một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm này, thắt lưng thập cẩm, thắt lưng thập cẩm nhá. Đó. Giá sẽ là 50k, 50.000 cho một chiếc thôi, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá, tất vỉ. Thì bên em về nó sẽ có màu trắng và màu ghi như này, màu trắng và màu ghi như này. Một vỉ của nó sẽ là 10 đôi, một vỉ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, 100% chất liệu 100% cốt tông tự nhiên. Đấy, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, thấm hút mồ hôi tốt, chống nấm mốc, chống hôi chân các kiểu con là điểu luôn. Nên mã giúp cho em đó là tất vỉ nhá. Giá của nó sẽ là tất vỉ này, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dụng cụ để các bác tập chống đau đốt sống lưng nhá. Đấy, đau sống lưng và sống cổ. Đây. Thì con này thì về nhà các bác lắp vào là mình sử dụng thôi, nó rất là đơn giản. Đây. Đây nó có cái hình thực tế cho các bác xem đây. Có cái hình thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì đây. Về nhà các bác tập thì nó sẽ là chống đau đốt sống lưng, đốt sống cổ vân vân. Đây. Đấy các bác nằm lên như này cho em này, nằm lên như này thì nó sẽ giúp cho các bác là giãn cái xương sống này ra này. Đấy, tái tạo sụn khớp này. Nó sẽ là nằm này. Đấy, ngồi này, ngồi để các bác tựa lưng này. Đấy, đa duy năng luôn các bác nhá. Đấy. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây,
các bác chỉ cần lắp, chỉ cần ấn vào cho nó em là xong. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu hả? 50.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cái này, các bác lên cho em là dụng tựa lưng này, lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy, cái này để tựa lưng. Đấy, tựa lưng, lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì các bác sẽ lắp cái này vào đây này. Và cái này các bác có thể tùy chỉnh cái độ cong nhá. Đây, lắp vào đây cho em. Đó. Và nó có rất là nhiều nấc, các bác có thể tùy chỉnh độ cong. Đấy. Thì khi các bác nằm như này thì sẽ giúp cho các bác là massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể là đẩy cái nấc vào này. Đẩy cái nấc vào sâu như này. Đấy, các bác thấy không? Đẩy nấc vào sâu như này để cho nó cong hẳn lên. Thì các bác nằm nó sẽ giãn xương sống ra nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ này. Đây. Đấy. Tập đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi vai. Đấy, chủ yếu là lưng và cổ nhá. Đây, lưng cổ như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá của nó sẽ là 50k, nó tựa lưng này. Tựa lưng, giá sẽ là 50k cho cái tựa lưng như này nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đấy. Thì bên shop có cái túi đeo hông rồi, thì cái này bên em sẽ lên nó là túi đeo bụng. Đấy, túi đeo bụng như này và có hai màu. Một là màu dàn di và hai là màu xanh quân đội. Đấy, một là màu dàn di, cầm cái túi hông vào đây. Một là màu dàn di, hai là màu xanh quân đội như này. Đó. Thì kích thước của nó thì chiều dài khoảng 20. Đấy, chiều dài khoảng 20, chiều cao thì vào khoảng trên 10 cm và các ngăn thì nó sẽ cơ bản như nhau. Đấy, nó sẽ cơ bản như nhau như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đó, thì nó sẽ có hai màu, màu xanh quân đội và màu dàn di, màu xanh quân đội và màu dàn di. Đó, thì giá thì sẽ là đây. Con túi đeo con túi các bác lên cho em là túi bụng nhá. Đấy, túi bụng này. Đấy, con này các bác đeo đằng trước bụng, lên cho em là túi bụng này. Màu dàn di thì sẽ là dàn di là 90k nhá. Màu dàn di là 90k. Còn màu xanh quân đội nhá. Xanh quân đội thì sẽ là 95.000. Đấy, màu xanh quân đội thì sẽ là 95k nhá. Đấy. Đây, con này sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Đấy, còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90k. Đấy. Thì về nhà các bác đeo vào bụng như này, mình có thể đựng đồ này. Đấy, các cái mẫu đồ như là nói chung là điện thoại, ví tiền rồi giấy tờ các thứ các bác bỏ vào bụng này mình đeo đằng trước này thì rất là ok luôn. Đấy. Thì cái con màu dàn di này thì sẽ là 90.000 và con màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái túi này, bên em gọi nó là túi đeo hông. Chất liệu của nó thì bằng da bò và giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng da bò và nó sẽ to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Thì các bác muốn dùng cái loại gọn hơn thì dùng. Đấy, cái kia thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cái này thì nó nhỏ gọn hơn các bạn. Đấy, các bác dùng nó gọn hơn. Đây, còn cái này nó to hơn một chút này. Đó. Thì cái con này chất liệu của nó là bằng da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Thì các bác lên thì em túi này nó sẽ là túi đeo hông nhá, túi đeo hông. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con túi đeo hông như này. Có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá, màu xanh và màu xám. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu thắt lưng đây, đều là thắt lưng bằng dây dù. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hình con đại bàng và một mẫu là hình chữ Z nhá. Đấy, đều là thắt lưng hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ. Chất liệu dù thì như nhau nhưng nó khác nhau ở cái mặt này nhá. Đấy. Con mặt đại bàng này thì giá sẽ là 120.000. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng 120.000. Còn con thắt lưng dép như này thì con này giá mềm hơn một chút, giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy. Thì nó đắt ở cái mặt này các bạn. Đấy, nó đắt ở cái mặt này, còn chất liệu dây thì như nhau. Chất liệu dây thì như nhau. Nhưng mà cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, nó là bản quyền hình ảnh và thương hiệu cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, con đại bàng này thì sẽ là 120.000, còn con dép này thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu này. Thắt lưng cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho anh em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu đây. Cá sấu hộp. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác. Ui giời. Lô này về mặt cực đẹp luôn các bạn. Đấy. Mặt rất đẹp luôn. Đây. Mặt da màu vàng này. Đấy. Màu vàng rất đẹp luôn. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Hàng thì đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đó.
các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đây, chất liệu của nó thì lô này về nó sẽ có cho các bác là này, màu của nó là màu nâu các bạn. Đấy, thắt lưng màu nâu như này. Rất đẹp này. Đấy. Vân cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây, các bác theo. Đó, lắp thử vào cho các bác xem. Giá thì chỉ có 150 cành thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai mặt này, một mặt cá sấu con và một mặt cá sấu to. Đó. Hai mặt như này, màu nâu rất đẹp các bạn. Đây. Các bác chỉ cần lắp vào cho em như này là mình sử dụng thôi. Đấy, đây. Rất đẹp các bạn này. Đó. Chất liệu của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền nguyên khối và lẫy của nó là thuộc dạng là lẫy trượt như này. Đấy, lẫy trượt này các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng nó kêu này. Đấy. Đấy, nghe cái tiếng kêu này là các bác đã biết hàng xịn rồi. Đó, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một dây và hai mặt như này. Các bác có thể tùy chỉnh để mình có thể thay mặt. Thay mặt ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150k cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 150.000, 150.000 cho một cái con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, 150k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Combo sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng và hai cái hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp như này, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sen. Các bác lên cho em là sen cao su. Con này thì vừa là dùng là sen tắm bình thường, vừa các bác dùng là nó có cái đầu cao su như này luôn để các bác massage kỳ cọ luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 90k thôi. 90.000 cho một cái sen tắm cao su như này. Ở đây nó sẽ có đầu cao su như này. Lên mã giúp cho em là sen tắm cao su, giá sẽ là 90.000. Có dây nối cho các bác này, có dây nối dài này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay. Tùy chỉnh tăng giảm và có tùy chỉnh nguồn nước như này. Đấy, tùy chỉnh chế độ như này, có 3-4 chế độ cho các bác tùy chỉnh nhá. Giá sẽ là 90k, 90k cho con thắt lưng con sen cao su như này. 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại của thương hiệu Nokia. Đấy. Thì con này nó sẽ là Nokia 2 SIM này. Đây. Nokia 2 SIM. Con 2 SIM này thì sẽ là 260k nhá. Đấy, 260.000. 260.000 bao ship cho con điện thoại 2 SIM như này. Còn con này là Nokia 1 SIM này. Con 1 SIM này thì sẽ là 160k nhá. 2 SIM 260 giảm còn 230k nhá. Còn 230.000 thôi. Còn con 1 SIM này là 160.000. Đấy, 160.000 cho con 1 SIM như này. Đó, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Điện thoại hàng của thương hiệu Nokia, dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật đứng thông minh nhá. Đấy, vật đứng thông minh. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái vật đứng như này và kèm thêm cho các bác là một cái đế sạc. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cái đế này là xong này. Đặt vào cái đế này cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Thì mình dùng để mình sạc cắm cái chân USB. Các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình. Đây. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có chế độ cho các bác là chế độ đèn hồng ngoại như này để bắt mũi tự động này. Đấy, các bác thấy không? Bánh lửa, bánh điện tách tách luôn các bác. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 100 các bác lên 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá, vật đứng 130k cho con vật đứng nhá. Con này thì các bác dùng cũng rất là tiện ích thôi. Đấy. Lên cho em là vật mũi đứng này, vật mũi đứng. Vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng giá sẽ là 130k một đi em. 130.000 cho em vật mũi đứng như này. Rồi ok. Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang. Rồi ok bác nhá. Dạ. Hello các bác nha, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship các bác, rất đơn giản mà thôi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đây, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Rất là đơn giản mới thôi các bác nhá. Đó. Thì các bác cũng xem và cân nhắc trước khi mua hàng các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên, đó là bên shop về cho bác một cái mã rất là xịn sò luôn, bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cái xìa và 6 đôi đũa nhá. Đấy, 6 xìa, 6 đôi đũa luôn. Đấy, hàng inox 304 nhá. Hàng su 304 bao gồm cho các bác là 6 xìa và 6 đũa như này. Đấy, combo cho các bác 6 xìa 6 đũa. Và giá thì hôm nay bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đấy, su 304 các bác này, su 304. Hàng bền bỉ chắc chắn, đẹp. Các bác có thể dùng để mình ăn cơm, ăn phở, ăn cháo này, hoặc dùng cho trẻ em rất là ok nhá. Đấy, xìa cũng đẹp, dây dẫn chắc chắn và đũa thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy, combo cho các bác một cái hộp như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là set đũa thìa nhá, set đũa thìa. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên cho em là set đũa thìa này. Set đũa thìa nhá. Đũa thìa.
giá sẽ là 80k nha, 80k cho một cái hộp như này. Đấy, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 6 đôi đũa, 6 đôi đũa và 6 cái thìa như này các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đây nó sẽ là một con giá đỡ như này, và khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là gọn như này, gọn trong hộp này. Sau đó thì về nhà các bác lắp vào cho em. Đấy, lên cho em là giá đỡ điện thoại này, giá đỡ điện thoại, giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái bộ giá đỡ điện thoại như này, hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Về nhà các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện ích luôn. Đó, lắp vào thì rất là đơn giản thôi. Đây, em sẽ lắp điện thoại thử cho bác xem này. Thì các bác có thể để theo kiểu là để dọc, để ngang đều được cả nhá. Đấy, đây là em để theo kiểu dọc này. Đấy, hoặc các bác có thể xoay ngang như này cũng được nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, rất là ok, ngon lành. Thì các bác có thể xem Facebook rồi lướt TikTok các thứ đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30.000. 30.000 cái giá đỡ điện thoại này coi nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp này rồi. Về nhà thì các bác lắp đặt và giúp cho em là xong rồi, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá. Xịt RP7 như này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai nhá. Dòng này của nó thì nó sẽ là xịt RP7 này. Đấy, chai lớn tặng thêm 50g nữa này. Đấy, thì con chai này của nó là dung tích là 350g này. Hàng này của nó thì sẽ là hàng của Australia các nhá, Australia. Đấy, thì nó sẽ có các cái công dụng là khởi động lại động cơ bị ẩm ướt này, nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này. Đấy, ngưng tiếng kêu phát ra từ cánh cửa, cánh tủ có thứ linh tinh này, rồi bảo vệ chống kim loại bị rỉ sét ăn mòn, rất là tiện ích cho các bác luôn. Hàng thì của Australia các bác này. Đây, Australia các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Các bác lên cho em là xịt RP7 này. Đó. Xịt RP7 giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một chai xịt RP7 các bác nhé. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Đấy, thì về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác này. Đấy, lắp hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Đấy, thì cái này các bác có thể dùng để mình pha cà phê này, pha ngũ cốc này, rồi pha các cái loại hạt, pha trà các thứ. Đấy, thì cần phải nguấy thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, SU304 nhá, rất đẹp, rất dày, dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, thì nó sẽ tự nguấy cho các bác không cần phải dùng thìa nữa, nó mất công. Đó, lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Đấy, cốc tự khuấy này, cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k cho một cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Đấy, con này thì chức năng là vừa đo huyết áp, đo nhịp tim, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, thì về nhà các bác chỉ cần lắp pin, lắp cái pin con thỏ nhỏ vào đây thôi. Đấy, các bác lắp cho em là 4 viên pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đây, nó sử dụng 4 viên pin con thỏ loại nhỏ nhất đấy. Các bác lắp vào cho em là xong. Đấy, thì con này thì chức năng của nó là đo nhịp tim, đo huyết áp. Đấy, thì bác nào hay bị nhịp tim, huyết áp các thứ thì các bác sử dụng con này cho em. Con này bây giờ nếu mà các bác có tí tuổi là nên mua để mình sử dụng nhá. Đấy. Bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng người ta mua phải bán cho các bác là 350k cơ. Nhưng mà riêng bên shop bán cho các bác cái giá chỉ có 260k nhá. Và còn bao ship luôn, 260.000 và bao ship cho các bác. Lên cho em là máy đo huyết áp, đo nhịp tim nhá, máy đo huyết áp, đo nhịp tim. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chảo như này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình chiên các cái loại thực phẩm như là mình chiên gà này, đấy, rồi chiên cá này, rắn nem, rắn niếc đều ok hết nhá. Đấy, nó có tráng đá chống dính như này và chiên ngập dầu cho các bác luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho dầu vào đây, mình chiên rán xào nấu đều ok hết nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này, hàng nội địa của Nhật. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm như này. Đấy, và hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, toàn chữ Nhật hết này. Lên mã giúp cho em đó là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu. Giá nó sẽ là 100.000. Đó, hàng nội địa của Nhật, 100k cái chảo ngập dầu như này, rất là tiện ích các bác nhá. Có thêm cho các bác một cái lưới như này thì khi các bác dùng thì nó rất là tiện đấy các bạn. Đấy, có thêm cái lưới như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết này, bao gồm cho các bác là một tay công, một đầu khẩu và 10 đầu khẩu như này. 2 này, 4 này, 6 8 10, 10 đầu khẩu, một tay công, một tay nối dài nhá. Đấy. Cái bộ này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100. Cái khẩu 12 này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá. Đấy, khẩu 12. Giá sẽ là 160k nhá. 160.000 thì cái bộ khẩu 12 như này. Đấy, một tay công, một tay nối dài. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi bằng điện nhá, hút thổi bụi bằng điện. Con này thì nó sẽ là dòng siêu khỏe luôn. Đấy, có chức năng vừa hút vừa thổi được luôn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn. Đấy, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 vào cho em. Đấy là mình sử dụng thôi. Giá sẽ là 270.000. Đấy, có cả một đầu hút, một đầu thổi nhá. Đây,
em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn này. Đó, cho các bác xem nó trực quan luôn. Sử dụng điện 220V, máy chạy cực khỏe luôn. Đây con này. Đó, thấy không? Đấy, đấy qua thấy chưa? Đổi này. Trực tiếp luôn nhá. Đấy. Đây. Đấy. Đó, bụi bẩn các bác thổi phát đi hết luôn này. Đấy, thấy chưa? Đó. Đây. Bụi bẩn mang nhẹ nhàng nhất thổi phát đi hết luôn. Đó, đây. Đấy, thấy chưa? Đó. Rất sạch sẽ nhá. Đó. Rất sạch sẽ luôn. Đấy. Con này thì công suất của nó rất là lớn luôn, thổi cực kỳ là mạnh nhá. Ngoài chức năng thổi thì nó còn có chức năng hút nữa. Đấy. Nếu các bác muốn hút thì các bác đảo cái chiều ống sang bên hông này cho em này. Đấy, xoáy cái ống này ra. Đảo sang đây thì nó sẽ là bên hút này. Đấy, hút này. Đấy, bật điện lên là nó sẽ hút thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là hút thổi bụi nhá. Hút thổi bụi điện. Giá thì sẽ là 270.000. 270.000 cho cái mã hút thổi bụi điện thế này. Và bên em đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Nhận hàng các bác cắm trực tiếp điện 220 test thử cho em. Ok thì thanh toán các nhá. Con này thì công suất của nó cực kỳ lớn luôn. Đấy, lên cho em là hút thổi bụi điện này. Hút thổi bụi điện nhá. Thổi bụi. Đấy, điện giá sẽ là 270.000 nhá. 270k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, con này thì hàng chuyên làm trắng răng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng của nó lên tới 93% luôn. Đấy, 93% tỷ lệ làm trắng răng nhá. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Hàng made in Korea con này, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc hẳn hoi cho các bác luôn nhá. Đó, chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng này của nó thì nó sẽ thị phần bán của nó là số 1 trên thế giới luôn. Đấy, dòng này của nó là siêu làm trắng răng luôn, made in Korea. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá. 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000, dung tích của nó là 120g nhá, 120g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Đấy, lô này về thì nó lại có cả xìa. Đấy, lô trước thì không có xìa nhá. Đấy thì nó hàng về tùy theo lô thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, sẽ có một thìa một đũa như này. Có lô không có nhá. Đấy, có lô thì nó sẽ không có kèm. Đấy, tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là hai ngăn này. Mỗi ngăn này thì sẽ có cho các bác là hai cái âu này, mỗi cái âu này là nửa lít nhá. Tổng thì các bác sẽ có cho em là 2 lít nhá. Đấy. Có dây cáp điện các thứ đàng hoàng nhá, dây cáp điện các thứ đây. Đấy, và đây nó sẽ là một cái mâm như này. Một cái mâm như này thì các bác đun nó nóng rất là nhanh và các bác có thể dùng để nấu cơm nước đều ok hết nhá. Đấy, công tắc của nó đây. Đấy, công tắc ở đây. Con này thì giá chỉ có 180 cành thôi. 180 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, hấp đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đấy. Đồ ăn sống, đồ ăn chín thì các bác đưa vào đây hấp đi em. Đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đây. Hàng nội địa của Nhật này, đấy từ cái âu yếc của nó này, rất chất lượng luôn, nắp của nó thì rất là khít nhá. Đấy các bác dùng để đựng cơm, đựng canh, thực phẩm thức ăn rất là ok. Đấy những cái âu này của nó là hàng nội địa của Nhật này. Đẹp sáng bóng luôn. Đây. Đấy toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Bên nãy giúp em là cặp lồng điện nhá. Mình dùng để mình đun nấu cơm này. Đấy, rồi là đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đấy, hấp đồ ăn các thứ nhá. Lên cho em là cặp lồng điện nhá. Đấy, cặp lồng điện này. Cặp lồng điện giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cái cặp lồng điện như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Thì bên shop về số lượng và giá rất tốt cho các bác luôn. Có dòng là 5m, 7m rưỡi và 10 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. Đấy, có 3 dòng cho các bác luôn. Hàng này sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, Japan này. Đó, 7m rưỡi này. Rút ra là tự hãm này, rút ra tự hãm rất là tiện luôn, thả nó vào này. Đấy, rất tiện nhá. Đó. Đây, có dòng là 5m này, đây 5m đây. Đấy. Thì 5m sẽ là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m thì sẽ là 10m thì sẽ là 60.000 các bác nhá. Rồi ok. Đây rồi, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó thì hôm nay bên shop em lại tiếp tục các cái mã giảm giá cực sốc cho các bác luôn. Đó. Mã tri ân, mã giảm giá cực kỳ sốc luôn, chỉ có vài ca trên một sản phẩm thôi các bác nhá. Lưu ý các bác đang còn nhiều nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp các bác này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Đó, kẹp đơn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 ba cái. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. 20.000 sẽ là 5 chiếc nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Đấy, lên mã cho em là kẹp đơn nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Và bác nào mua số lượng là từ 10 cái trở lên thì sẽ là 40.000 cho 11 chiếc nhá. Đấy, bên em sẽ bán là 40.000 11 chiếc, còn mua 20.000 sẽ là 5 cái. Lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn, kẹp đơn. Đó, lên cho em là kẹp đơn nhá. Đó, kẹp đơn này. Giá của nó thì đợt này về cho bác giá tốt nhá.
20k này sẽ là bằng 5 cái nhá, bằng 5 cái. Và 40k nhá, 40k thì sẽ là 10 cái. 20k này là bằng 5 cái nhá, đó. Và 40k, đấy, 40k thì sẽ là 10 cái và tặng thêm 1. Đấy, 40k thì sẽ là 11 cái nhá. Đấy. 10 cái tặng 1 tức là 40.000 là 11 chiếc, còn lại là 20.000 thì sẽ là 5 cái nhá. Bác nào mua cả 10 cái thì bên em sẽ tặng 1. Đó, 10 cái tặng 1 đây. Thì nó sẽ có cho các bác là hai màu như này, một là màu trắng, hai là màu xanh, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Cái màu này thì nó không quan trọng lắm. Đấy, đây các bác này, cái này thì kẹp cực kỳ là chắc và kẹp cực kỳ ngon luôn đây các bác này. Đấy, kẹp rất là chắc nhá. Đấy, các bác có thể dùng để phơi quần, phơi áo, phơi đồ rất là tiện luôn. Đấy, hoặc là kẹp những cái quần áo đơn giản ở trong tủ nhà mình. Đấy, nó bằng lò xo cứng như này, dùng rất là thích, inox sáng bóng đẹp nhá. Lên cho em là kẹp đơn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái này là cái gì nhỉ, que hàn nhiệt nhá. Đấy thì nó sẽ là 25.000 cho một túi như này. Một túi này bao gồm 3 cái này. Đấy, khi mà nó vận chuyển đến thì cái này nó rất là giòn, thế nên nó có dấu hiệu là bị gãy. Đây, em chạm nhẹ nó đã gãy rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Tại vì báo thẳng với các bác luôn là khi các bác nhận hàng thì có thể nó sẽ bị gãy nhá. Thì các bác hết sức thông cảm thôi. Cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ là nó sẽ gãy rồi, nhưng mà cái này dùng nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình gọi là hàn vào các cái vị trí nào đó mà nó bị thủng này, bị thấm rột này. Đấy, hàn nhôm, hàn sắt, hàn đồng, hàn chì đều được hết nhá. Các bác chỉ cần lấy máy lửa mà đốt vào xong. Đấy, cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ nó gãy rồi. Cho nên là các bác cũng thông cảm cho em thôi. Đấy, nói thẳng luôn các bác là khi các bác nhận được hàng là nó sẽ bị gãy nhá. Nó sẽ bị gãy, không tránh khỏi đâu. Thì cái gãy này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhá. Lên cho em là que hàn nhiệt. Que hàn nhiệt nhá. Đấy. Que hàn nhiệt giá sẽ là que hàn nhiệt này. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trên một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ. Đấy, rất là tiện luôn nha. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp và an toàn cho cả bà mẹ và trẻ em luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Đây. Đấy, an toàn cho cả bà mẹ trẻ em nhá. Combo của cho các bác là sẽ là một đèn sông tinh dầu như này và có tới cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ, thì có cho các bác là 120.000 cho một con đèn sông tinh dầu này thôi. Đấy, các bác xoáy cái lọ tinh dầu này vào cho em này, bật nút này lên này, cắm điện bật nút lên là xong nhá. Không dùng thì các bác lại tắt đi cho em. Đó. Và ngày đầu tiên thì các bác cứ dùng cho em liên tục trong vòng 3 ngày đầu tiên nhá. Còn tiếp theo thì các bác cứ tầm khoảng 4 giờ chiều các bác bật lên cho em, và đến lúc nào đi ngủ thì các bác tắt đi là nhà bác sẽ không còn một con muỗi nào luôn. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi nhá, hàng của thương hiệu Wanza của Nhật các bác nhá. Đó, giá thì gì? Có cho các bác là 120.000 mà có tới 4 lọ tinh dầu luôn. Đấy, lên cho em là sông tinh dầu muỗi này, sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái bộ đèn sông tinh dầu muỗi như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu thuốc như này, thì các bác có thể dùng rất là tiện và đa di năng luôn này. Đấy, đây một cái tẩu thuốc như này, cái thân của nó thì bằng nhựa và sơn giả đồng nhá. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa chịu nhiệt, và còn cái đầu tẩu này bằng đồng này, đầu tẩu này bằng đồng thì rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là mấy nhỉ, 70.000 cho một cái tẩu thuốc như này nhá. Cái đầu này thì nó sẽ là bằng kim loại này, bằng kim loại và có gioăng giết các thứ đầy đủ luôn. Đấy, các bác lên xem là tẩu thuốc nhá, giá sẽ là 70.000. Thì các bác có thể dùng để hút thuốc lào, thuốc lá hoặc là dùng đa di năng được luôn. Nó rất là tiện này các bác này. Đấy, đây, thuốc lào, thuốc lá chơi được hết nhá. Rất là tiện luôn. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên mã giúp cho là tẩu thuốc nhá. Tẩu thuốc giá sẽ là 70k. Đó, tẩu thuốc này. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ khăn lau bếp nhá. Một bịch này của nó thì sẽ bao gồm là 10 chiếc khăn lau bếp như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông nhá, thấm hút cực kỳ là tốt luôn các bác, dùng lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em là khăn lau bếp, bên em gọi chung nó là khăn lau bếp. Giá thì chỉ có 30k cho một bịch như này thôi. Một bịch là 10 chiếc. Đấy, nhà bác nào có đình đám cỗ bàn mua cái này cho em 2-3 bịch dùng thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau bếp, giá sẽ là 30k nhá, 30k. Bỏ cho anh kia hai cái.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông, cả cái đèn kia luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này, bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này các bác này. Đấy, 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi như này nhá. Tính ra vào có 30.000 một đôi thôi. Thì nó sẽ là một chậu và một rổ như này. Chất liệu của nó này, nhựa này là nhựa siêu mềm luôn các bác nhá. Nhựa siêu mềm, nhựa Việt Nhật luôn. Dùng rất là thích các bác này. Đấy, bóp vào ấn ra thoải mái luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông hàng của Việt Nhật nhá. Rổ vuông này. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cầm anh cái mài ba khe kia luôn. Mài dao ba khe đầu bếp nhá. Đấy, các bác lên cho em là mài đầu bếp này, hàng của Asaka Japan của Nhật nhá. Con mài đầu bếp như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con mài đầu bếp như này. Đấy. Thì nó sẽ là dòng ba khe như này, 1 2 3. Đấy, như bên em về nó có hai mẫu, một mẫu là hàng cao cấp và một mẫu là hàng chuyên dùng cho nhà hàng nhà bếp này. Đấy, nhà hàng nhà bếp thì con này sẽ là 40.000. Đấy, thì các bác lên cho em con này sẽ là mài đầu bếp 40.000 nhá. Ngoài ra thì có một con hàng cao cấp của Nhật đây. Đấy, Katashiwa Made in Japan, hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp dùng cho cao cấp dùng cho phổ thông nhá. Đấy, rất cao cấp cho các bác luôn. Đấy, dùng cho VIP rồi các bác này. Đấy, đây, Katashiwa Made in Japan. Con này thì các bác lên cho em là mài ba khe đỏ nhá. Mài ba khe đỏ nhá. Ba khe đỏ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Con này thì hàng cao cấp, giá 130.000. Còn con này thì chuyên dùng cho các nhà hàng đầu bếp, khách sạn, nhà hàng. Đấy. Thì lên cho em là mài đầu bếp, giá sẽ là 40.000 nhá, cũng đều là hàng của Nhật hết. Thì con này nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn, đầu bếp mà. Lên cho em là mài đầu bếp này. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con mài đầu bếp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là một cái này là cái gì nhỉ? Chân đỡ đa năng các bác nhé, chân đỡ đa năng. Thì con này các bác dùng để mình đỡ máy giặt này, rồi tủ lạnh, rồi nói chung là đa di năng luôn. Các bác có thể nâng lên hạ xuống. Ở những cái mặt bằng mà các bác bị hạn chế chiều cái độ thăng bằng nó không bằng nhau thì các bác đặt cho em. Đặc biệt là máy giặt này rồi là giường, tủ, bàn, ghế đều đỡ được hết nhá. Đấy, sức nặng của nó là lên tới hàng tạ luôn, cho nên các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây, đấy. Các bác này, đấy thì các bác có thể để tủ lạnh này, hoặc để máy giặt này, hoặc là các cái đồ đoàn giường chiếu cũng đều kê ok hết nhá. Một bộ này của nó thì 4 chiếc, để các bác kê tủ lạnh, kê bàn, kê ghế đều được hết nhá. Giá thì sẽ là, cái bộ đỡ này là bao nhiêu đây? Đỡ. Bao nhiêu cái bộ này? Chân đỡ đa năng này, chân đỡ đa năng nhá, chân đỡ đa năng giá sẽ là 50k. Cho một cái bộ chân đỡ đa năng như này bao gồm 4 chiếc. Rất tiện ích cho các bác sử dụng, đây em sẽ có video thực tế. Đây các bác này, đấy, nó rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ là một cái chân đỡ như này các bác này. Bộ của nó bao gồm 4 chiếc. Thì các bác có thể dùng để mình đấy, để chân tủ lạnh này, rồi tủ lạnh, máy giặt, rồi các cái đồ mà các bác cần kê lên, chịu lực tốt luôn. Chiều cao tối đa của nó sẽ là 12cm nhá. Đó, chịu lực tốt, chống rung rất là tốt luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho bác là 50k một bộ này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn gậy nhá. Đèn gậy, giá sẽ là 140.000 cho một con đèn gậy như này. Nguyên cái hộp của nó đây là xịn sò rồi các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Có kèm một cáp sạc và một cái sạc ngoài luôn các bác này, một cái đầu sạc ngoài như này, một cái củ sạc ngoài như này các bác này. Đấy, đây là cái chân sạc của nó này. Rất tiện ích luôn nhá. Cái này không phải đâu các bác nhá. Cái này là ở bên ngoài này, không liên quan đâu. Nó chỉ có cho các bác một cái chân sạc này thôi. Chân sạc này về các bác cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm ở đây cho em. Đó, cắm ở đây này. Đấy, đây nó báo pin nhiều các này. Đấy, nó báo pin ngược lại đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái chân sạc như này, thân của nó bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ có cho các bác bao gồm là ở ngoài đấy, ngoài đây một túi. Một đôi pin như này thôi, một đôi pin như này, cả hộp cả thùng. Một đôi pin này. Đấy, một đôi pin này. Đấy, rất tiện ích các bác này. Và ở đây thì nó là một đôi pin kép luôn, hai viên pin 18650. Đấy, rất sáng các bác. Con này thì các bác có thể dùng để trên ô tô này, vừa làm gậy để mình phòng bị rất là tốt này. Đấy, rất sáng các bác nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đấy. Rất tiện cho các bác luôn. Đó, đặc biệt là các bác nào hay đi ô tô này hoặc đi ngoài đường này, cần dùng một cái đèn có cái độ sáng là tương đối này và an toàn dùng để làm vũ khí nhá. Đấy, dùng gọi là các bác dùng để phòng thân đấy. Cho nên là em gọi nó là đèn gậy. Thì các bác có dùng rất tốt luôn này. Đấy, quánh đập này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn gậy nhá. Đèn gậy 140k cho một con đèn gậy như này, rất tiện ích luôn này. Lên cho em là đèn gậy thì giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Rồi ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này, đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân.
Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, việc cùng nhận hàng. Đó, thì đây nó sẽ là có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác, là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bác, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non, giá sẽ là 50.000 các bạn, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp được luôn và nó rất là an toàn nhá, rất an toàn này các bác này. Đấy. Lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này. Rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này. Rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này. Rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Đèn xoay giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay như này. Rất tiện ích luôn nhá. 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em và có hai công tắc như này, các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ long ben hắc lào như này, cái này. Các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn các bác. Đấy. Bác nào đang bị long ben hắc lào rồi nấm ngứa thì dùng con này cho em, rất là tốt luôn. Đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác. Bác nào đang bị long ben hắc lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ long ben hắc lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là long ben hắc lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia trong cái hộp như này các bác nhá. Đấy, trong hộp long ben hắc lào này. Hello các bác nha, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp tục cái sản phẩm lót giày quế chống hôi chân, chống nấm mốc rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đôi lót giày như này. Giá thì đang trân trọng thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 10k thôi. 10k cho một cái đôi lót giày như này nhá. Giá cực kỳ là Việt Nam luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ở đây thì có sẵn quế cho các bác nhé, có sẵn quế cho các bác luôn, nó tẩm sẵn quế bên trong này rồi. Các bác đi thì nó sẽ là chống nấm mốc, chống hôi chân rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 10k thôi nhá. Lên cho em là lót giày quế nhá, lót giày quế này. Đấy. Lót giày quế giá sẽ là 10k nhá. 10k cho một chiếc như này. 10k cho một chiếc này các bác này. Đấy. 10k trên một bịch như này bao gồm là một đôi nhá, 10k một đôi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, giá thì rất hợp lý nhá, 10.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo này. Cái này thì các bác có thể dùng để đi câu, đi kẹo hoặc là đi chợ, đi búa. Hoặc là các bác dùng làm thợ, làm nghề. Đấy mà muốn treo, muốn cân như này rất là tiện luôn. Đó. Đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một viên pin như này nhá. Pin này thì các bác dùng nó là pin năng lượng mặt trời cho nên là không lo bị hết pin. Còn hết thì các bác ra ngoài hiệu sách các bác mua cho em nó rất là tiện thôi. Các bác cứ ra hiệu sách là có thôi. Đấy, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây. Đấy, thì các bác lắp đúng chiều cho em nhá. Nếu lắp sai chiều mà đèn nó không lên đây. Đấy, thì các bác chỉnh lại cho em là nó sẽ lên thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ có dây quay đeo như này. Thì các bác dùng để mình cân kẹo các thứ nó rất là tiện. Tối đa của nó là lên tới 50 cân nhá, 50 cân. Và con này thì nó sẽ có cả cập nhật cho các bác là cả nhiệt độ luôn này. Đấy, nhiệt độ luôn. Miền Bắc giờ đang là 35 36 độ C này, rất là nóng luôn nhá. Đó. Đây. Và các bác bắt đầu cân cho em thôi. Đây, ví dụ em cân cho bác cái con thước ấy này. Đấy, con thước 10 m này. Con thước 10 m này là nặng là 0,26 kg. Đây các bác này. Đấy.
nặng 0,26 kg, tức là 2 lạng 6 nhé. Đây, con thước rút từ hãng 10 mét này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhé. Con 10 mét này thì giá của nó sẽ là 60.000 nhé, 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái loại 5 mét và 7 mét rưỡi nữa. Con 5 mét là 40.000, con 7 mét rưỡi là 50.000 và con 10 mét thì sẽ là 60.000. Đó, đây các bác này. Đấy, rút ra rút vào rất là tiện luôn nhá. Đấy, thì giới thiệu nhanh cái thước rút như này. Còn cái cân này của nó thì nó sẽ là nhớ này, nó sẽ nhớ số một lúc như này, sau đó thì nó sẽ tắt này, hoặc các bác có thể chuyển trực tiếp về không như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo cầm tay như này rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70.000 cho một cái cân treo cầm tay như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân treo này. Cân treo giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai. Đấy, một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu cái này có màu đen và màu gì nhỉ? Đấy, màu đen thôi nhá. Đợt này em về thì chỉ còn màu đen thôi, giá thì sẽ là 80.000 cho một vỉ một hộp bao gồm 5 đôi. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 10 cm là cái chiều cao của cái phần gót này là 10 cm nhá. Đấy. Còn tất này là dòng phổ thông rồi, tất Nai của Nhật. Chống hô chân rất là tốt luôn. Đó. Một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này, đó, tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một cái hộp tất hộp 5 như này. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cầm tay. Con này thì sẽ là 100.000 và sạc năng lượng mặt trời, có kèm một cái cáp sạc như này và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đây, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đó, và có báo pin này các bác này. Đây có báo pin đây. Đấy, có pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đang nhấp nháy này là nó báo là đang sạc pin nhá. Đó, rất tiện luôn. Có chế độ là sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu đầy đủ nhá. Đầu tiên là một cái đèn cầu như này, tiếp theo là hai đèn led hai bên này và tiếp theo nữa là một con pha dọ như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con đèn cầm tay như này rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay. Đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đấy, nó sẽ là một cái đầu như này và nó sẽ có cái hệ hai bánh răng chuyển động. Các bác có thể lắp vào máy khoan, máy cắt, máy mài. Lắp vào máy khoan, máy cắt, đặc biệt là đầu máy khoan pin nhá, máy khoan pin. Đây. Đấy, các bác lắp vào cái đầu máy khoan pin, lắp đúng như này cho em này, cắt rất là tiện luôn. Và con này thì giá thì sẽ là 140.000 nhá, 140.000 cho cái bộ sản phẩm này, lắp vào nó sẽ như này cho em. Đấy. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Giá sẽ là 140.000, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này luôn. Em bán rất là nhiều rồi, lắp vào là cắt được luôn. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác thấy không? Các bác xem cắt tôn múi này rất ok luôn. Không những là cắt mà còn lượn tôn sóng các thứ được hết nhá. Cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Cả cái đèn với cái sơn đi luôn. Các bác đang có một cái máy khoan và muốn cắt tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển đổi này nhá. Đây các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn các bác nhá. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này rất ok. Đấy, cắt điện sóng các thứ ok luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là đèn và nó giả cái cam mô hình, gọi là nó là cái cam giả thôi. Đấy, nhưng mà nó thực chất nó là một cái đèn và rất là sáng luôn. Cái này thì nó sẽ hết năng lượng mặt trời rồi. Đó, về nhà thì các bác cứ bỏ ra ngoài nắng là nó sẽ có ánh sáng thôi. Thì khi các bác lắp thì lắp cho em cái chỗ có ánh sáng là được nhá. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 cho cái đèn cam mô hình như này. Đấy, lên cho em là đèn cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Con này là 120.000 cho con đèn mang sông như này. 120.000 các bạn, rất tiện luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Lô này về thì nó lại là ánh sáng vàng. Đấy, em về thì có lô ánh sáng trắng, có lô ánh sáng vàng nhá. Đó, rất là đẹp luôn các bác này. Đó, có điều chỉnh nhiệt độ như này. Cái này của nó bằng nhựa nhưng mà nó là một cái dòng nhựa fit rất là chắc chắn nhá. Một dòng nhựa fit rất chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp các bác này. Có điều chỉnh sáng tối, các bác có thể dùng để decor trang trí phòng ăn, phòng ngủ hoặc là sân vườn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, 120.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá, đèn mang sông rất là đẹp luôn. Đèn mang sông này. Đèn mang sông giá sẽ là 120k. 120k cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai sơn inox nhá, sơn inox này. Các bác dùng để mình xịt vào các cái bề mặt như là
dùng để mình xịt vào các cái bề mặt là chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Trước khi xịt lắc đều cho em này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng sơn inox xịn sò luôn. Đó, sơn vào nó sẽ chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt các bác này. Đây. Đấy. Các bác thấy không? Đó, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt nhá. Chuyên để chống rỉ, đặc biệt là các bác dùng ở trong tàu, ngành tàu biển hoặc là các cái thiết bị nhà mình bị rỉ sét ăn mòn. Lên theo là sơn inox, giá của nó sẽ là 80k cho một chai sơn inox như này nhá. 80.000 cho một bịch sơn inox như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 180g và 350ml các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác này, keo vá tường. Đấy, đây nó sẽ là một lọ keo như này. Xoáy ra cho em này. Đấy, sau đó thì các cái phần mà tường bị thấm thấm rột bong chốc các bác bôi lên cho em. Bôi lên sau đó thì mình vuốt cho nó phẳng đi. Thế là sẽ có một cái lớp tường mới rất là xịn sò luôn đây các bác này. Đó. Nhà có trẻ em nó chuyên tô vẽ bẩn hoặc là các cái phần tường bị bong chốc bị nứt nhá. Lên theo là keo vá tường, giá sẽ là 40.000 các bác này. Keo vá tường chống thấm này ngay, rất đơn giản, chỉ cần nặn một lượng keo vừa đủ, dùng dụng cụ chất tường tận kèm để tán đều keo là xong rồi. Keo này dùng nhựa gốc Ecosi và chất chắn đặc biệt nên chống thấm, bám dính tốt, giúp phục hồi tường nhà bạn rất nhanh và còn rất an toàn đấy ạ. Link mua hàng chính hãng tôi để ngay dưới đây. Rất là tiện các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đây một con khóa chống trộm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một khóa này, một vỉ pin như này và ba cái chìa nữa, rất là tiện luôn. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có còi hú thì rất là tiện nhá. Đây các bác này. Đấy, các bác dùng bình thường thì nó sẽ không kêu, nhưng các bác đảo chiều lại cho em là sẽ kêu nhá. Chạm là sẽ kêu các bác này. Đấy. Các bác đảo chiều lại thì nó không kêu nhá. Đấy, và các bác dùng chiều kêu thì nó sẽ kêu này. Đấy. Có người chạm tác động vào khóa là nó sẽ kêu các bác này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy. Giá thì sẽ là cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 80.000 một con khóa chống trộm như này nhá. Bao gồm cho là ba chìa rãnh này, ba chìa rãnh, một khóa và một vỉ pin luôn. Đấy, một vỉ pin như này các bác về các bác thay pin cho em. Thay pin thì thay ở dưới đít nhá. Thay ở dưới đít. À, các bác thay pin thì các bác xoáy ốc ra và thay ở dưới đít cho em. Đấy. Giá sẽ là 80k. Lên mã cho em là khóa chống trộm nhá. Đấy. Khóa chống trộm này, giá sẽ là 80k cho mấy em khóa chống trộm như này nhá. 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô băng keo này. Băng keo hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, và hàng lại về số lượng và giá rất yêu thương cho bác luôn. Quận nhỏ thì sẽ là 5k nhá. Quận nhỏ là 5k đây. Quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to như này sẽ là 10.000 này, quận to là 10.000 này. Còn các bác nào mua theo cân ký thì sẽ rẻ hơn đây. Quận nhỏ này sẽ là 5.000 nhá. Đây, các cái quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to này là 10.000 này. Và mua cả cân thì sẽ là 80.000 một cân, còn nửa cân là 40.000. Hàng thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền cho các bác luôn. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền và gần như không có lõi nhá. Hàng nội địa của Nhật hết nhá, hàng nội địa của Nhật hết. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết đây. Made in Japan đàng hoàng nhá đây các bác này. Hàng của thương hiệu DNK. Made in Japan này các bác này. Đó, đây. Đấy, made in Japan nhá. Đây, siêu dai luôn các bác, rất dai, rất dính và băng keo mỏng như này là quấn rất là da luôn các bác này. Đây. Đấy, các bác theo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cân là sẽ là 80k một kg nhá. 80k một kg, nửa cân thì sẽ là một nửa tiền, và quận nhỏ là 10.000 và quận to sẽ là, quận nhỏ là 5.000, quận to 10.000. Rồi, các số online bên em các bác liên hệ rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc cho em để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái vòi xoay 360 độ nhá. Đấy. Vòi xoay hay vòi bạc ấy? Vòi bạc nhá. Đấy, còn vòi bạc và nó xoay được 360 độ. Đấy, xoay 360 độ luôn các bác nhá. Đấy, xoay 360 độ đảo chiều như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Về nhà thì các bác chỉ cần kết nối cái đầu này vào cái đầu vòi nước nhà mình cho em thì dùng nó rất là tiện. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho một cái vòi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá, vòi bạc. Giá sẽ là 80.000. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lắp vào các cái đầu vòi nước nhá. Vòi bạc này, giá sẽ là 80k. Con này thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này đều được luôn. Đây các bác này. Chất liệu inox. Đấy, lắp vào rất là dễ nha các bác nhá. Đấy, lắp vào này. Xoay đảo hướng, đảo chiều các kiểu con là đều được luôn. Đó, các bác có thể dùng để gội đầu này, tắm rửa này, rồi vệ sinh này. Đấy, rất là dễ nhá. Đánh răng rửa mặt ok hết các bác này. Đấy, chỉ cần xoáy vào cho em là xong, kết nối vào. Rất là tiện luôn. Lắc lên, lắc xuống, đảo chiều, đảo hướng tùy ý nhá. Đấy, có chế độ nước một vòi và nước hoa sen này. Rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ và giá chỉ có 170.000 thôi. Có dây bằng cao su này. Đấy, có đế sạc nhá, có đế sạc và
nó có hai cái chân này về nhà các bác để cái đế sạc nó chạm đúng vào hai cái chân đồng này cho em là nó sẽ bắt pin nhá. Đấy, và con này thì chất liệu của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, có cái nút nguồn ở đây, về nhà các bác bật nguồn lên cho em. Con này thì có chức năng là thứ nhất là đồng hồ này, thứ hai là đo nhịp tim, đo huyết áp các kiểu, con này điều luôn và rất là nhiều chức năng khác nữa. Thì con này nó hết pin rồi, về nhà các bác cứ sạc pin vào cho em. Lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng nhá. Lên cho em là đồng hồ T8 này. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ LED nhá. Đấy, đây nó sẽ là con đồng hồ để bàn bằng LED thế này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 12 đến 15 cm và chiều rộng, chiều cao của nó thì vào khoảng là 4 5 cm nhá. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ như này. Về nhà thì các bác có thể lắp pin hoặc là cắm cáp trực tiếp. Khi cắm trực tiếp thì các bác cắm vào ấy cho em, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Giá sẽ là 140.000 cho một em đồng hồ LED thế này. Em này thì hàng đẹp, tiện ích đấy. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ hiển thị như trên hình như này. Thì chức năng các bác có thể vừa dùng làm đèn ngủ, vừa làm đồng hồ được luôn. Đó, lên cho em là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k nhá, 140.000 cái đồng hồ LED như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái đèn đèn học chống cận các bác nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học có chức năng là chống cận cho các bác luôn. Đó, đèn học chống cận các bác này. Thì các bác dùng thì mình đấy, các bác dùng thì mình khi mà mình cho các em học nhá. Đấy. Con này thì nó là dòng tích điện các bạn, dòng tích điện thì dùng nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ có 3 chế độ sáng trắng, sáng vàng và trung tính nhá. Đấy, đây các bác này. Rất sáng luôn, các bác có thể xoay ra xoay vào như này. Và ưu điểm của con này là chống cận thì các bác có thể dùng để mình đọc sách này, học hành rất là tiện ích luôn. 1 2 3. Đấy, nó có rất nhiều chế độ sáng khác nhau. Thì tùy theo mắt mình cảm ứng vào cái chế độ nào thì các bác ấy. Và có một cái khay bút đây thì các bác lắp cái khay bút vào đây cho em này. Đấy, lắp cái khay bút vào đây nữa. Đó, thì các bác nhận hàng các bác lắp cái khay bút này vào đây. Đấy thì nó vừa là giữ cứng cho cái này và vừa là giúp cho các bác là đựng bút đựng sách vào đây rất là tiện nhá. Đấy, lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá 100.000 thôi. Con này thì về nhà các bác dùng là chức năng là các bác phải sạc pin nhá. Đấy, các bác phải sạc pin đi nha, đâu pin. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận này. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận này, đó. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sạc béo nhá. Sạc béo. Giá thì sẽ là 50.000 cho một con sạc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 90 cm đến 1 m, hàng về theo lô. Có lô thì 90, có lô thì 95, có lô thì 1 m. Có 3 đầu sạc nhá, Samsung, iPhone rồi Type-C đầy đủ cho các bác luôn. Và sẽ có cho các bác là một cái chân cắm vào USB hoặc củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có cho bác là 50k thôi. Chiều dài khoảng 1 m nhá, nên cho em là sạc béo này. Đấy, đầu dây cực kỳ là to luôn. Đây, các bác trông ngón tay út của em này. Đấy, rất to luôn nhá. 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái các bác lên cho em đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái củ sạc và một đoạn cáp dây như này. Đấy, chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Dòng này của nó sẽ là iPhone 14 Pro Max nhá, iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Lên cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đó. Sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60k cho cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Đó. Tiếp theo là cái củ sạc đa năng nhá. Đấy, dòng này cũng là của iPhone 14 Pro Max. Sẽ là một cái củ sạc có đầu dây cắm như này, dây dài khoảng 1 mét này. Đó, đây. Và dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là hai chân sạc nhanh Type-C và hai chân sạc nhanh của USB. Đó, thì nó sẽ là một cái củ sạc như này thì các bác dùng để mình cắm dây sạc vào. Thì các bác có thể mua cái dây sạc béo cái mình sử dụng hoặc là nhà các bác có dây rồi thì mình cắm trực tiếp vào. Nhưng mà dòng này thì nó rất là nhiều chân nhá. Có cho các bác là 4 chân luôn, hai chân Type-C và hai chân thường. Hàng này cũng là của iPhone 14 Pro Max nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên cho em là củ sạc iPhone nhá. Củ sạc đa năng nhá, lên cho em là củ sạc đa năng này, củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80k nhá, còn con kia nó là dây sạc nhanh iPhone. Con này là củ sạc đa năng 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá, máy xay khô. Thì đây nó sẽ là một con máy xay rất là tiện ích như này các bác này. Đấy. Con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy.
hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, công tắc của nó thì ở đây các bạn này, nhấn này là công tắc nó sẽ chạy các bạn này. Đấy, sẽ chạy. Và trong này của nó thì có bốn cái lưỡi như này, thì các bác có thể dùng để xay cà phê, xay ngũ cốc, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, cà phê, ngũ cốc, tiêu, điều đều ok hết, các loại hạt đều ok hết đây. Đấy, công suất 250W, điện 220V, 50Hz nhá. Xay cà phê, xay ngô, xay tiêu, xay điều ok hết. 120.000. Lên thì em là máy xay khô, máy xay khô 120k nhá. 120k là con máy xay khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto, hàng thương hiệu Asahi nội địa của Nhật nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là Eto nhá. Thì một con Eto như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thôi. Hàng của Nhật, tem nhôm đàng hoàng này, Asahi này. Đấy, 180k. Con này thì độ mở của nó là 5cm nhá. Độ mở của nó là 5cm. Thì các bác làm thợ cơ khí thì bắt buộc phải có con này, dùng nó rất là tiện này. Đấy, độ mở của nó là 5cm nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái chân kẹp vào bàn đây. Có cái chân kẹp vào bàn như này thì các bác có thể dùng để mình kẹp vào bàn như này rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là Eto nhá. Eto này, Eto 180k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao của Nhật nhá, dao Nhật. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá, dao vân gỗ. Con này thì giá chỉ có 120.000 thôi. Đợt này về cho bác giá tốt luôn. Đấy, Seki Japan, made in Japan cho bác này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30cm nhá. Dòng này thì siêu bén luôn, để em thử test dọc giấy này xem nhá. Đấy, rất là bén quá này. Đấy, các bác thấy chưa? Một cái loại giấy bóng gọi là giấy bóng siêu dai như này mà nó còn dọc được nhá. Thì các cái loại giấy thường thì không nói làm gì đâu nhá. Đấy, giấy bóng siêu dai này còn dọc được. Đấy, con này thì giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác chỉ có 120.000 thôi. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, khâu đầu khâu đuôi hết này. Đấy, cán gỗ khâu đầu khâu đuôi hết, dùng thì siêu bén cho các bác luôn, từ 3 đến 5 năm không phải mài. Đấy, lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá, dao vân gỗ này. Giá chỉ có cho các bác là 120k thôi, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm FO nhá. Qua lên cho em là kìm FO này. Đấy, kìm bạc FO, nó màu bạc như này. Đấy, lên cho em là kìm bạc FO nhá. Con này thì có chức năng thứ nhất là tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc rồi xoắn dây cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Dài thì nó sẽ là vào khoảng là 21cm. Hàng thì 22cm và hàng của Nhật Japan đây. Đấy, các bác lên cho em là kìm bạc FO. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 nhá. 180.000, hàng của thương hiệu Fukuoka đây. Đấy. Đây, Fukuoka các bác này. Đấy. Lên cho em là kìm bạc FO. Kìm bạc này, đó, kìm bạc FO 180k nhá. 180.000 cái mã kìm bạc FO như này. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Rồi, ok.